Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 5 hổ đầu đao đang chờ ai, điểm mặt ai. Những ngày đầu trước thềm Hội nghị Trung ương lần thứ 5, bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thông báo là sắp xếp nhân sự cấp thứ trưởng và thấp hơn. Đây là việc sắp xếp nhân sự rất bất thường. Hầu hết ai đã được sắp xếp từ Đại hội 13 đầu năm ngoái thì họ sẽ ngồi cho đến hết nhiệm kỳ, tức là đến năm 2026. Tuy nhiên, chỉ mới sau đại hội có hơn một năm mà Đảng Cộng sản đã dục dịch xếp lại một số nhân sự, thì điều đó cho thấy hội nghị này sẽ loại một số nhân vật làm không đạt yêu cầu. Chiều ngày 12 tháng 4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Việc công bố nêu trên được thực hiện theo quyết định số 471 ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, Bộ Chính trị chỉ định hai thứ trưởng Bộ Công an gồm Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là hình ảnh thay đổi nhân sự cấp thấp trước thềm Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng. Cũng ngày 12 tháng 4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao quyết định bổ nhiệm điều động cho sắp 6 cấp vụ phó và vụ trưởng của Bộ. Tiếp tục vào sáng ngày 13 tháng 4, tại Hà Nội, ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng với nhà báo Phạm Văn Dùng, v.v. và nhiều sự bổ nhiệm khác. Đấy là việc bổ nhiệm những chức vụ thấp, tuy nhiên với chức vụ của những người đang là Ủy viên Trung ương Đảng thì thẩm quyền thuộc Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị. Nếu không có những nhân sự và nhân vật lớn trong Bộ Chính trị gật đầu thì không ai có thể thuyên chuyển được những vị trí lớn như vậy. Hầu hết những quyết định cách chức hoặc kỷ luật những nhân vật lớn như Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị hay cựu Ủy viên Bộ Chính trị đều được đưa ra tại các hội nghị Trung ương để Bộ Chính trị bàn bạc và quyết định. Kỷ luật hay cách chức ông Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Bắc Son, v.v. đều được đưa ra bàn bạc và quyết định tại các hội nghị Trung ương. Có lẽ Hội nghị Trung ương 5 của khóa 13 kỳ này là hội nghị quan trọng. Nhiều nhân vật đang là Ủy viên Trung ương Đảng, đang dính rất nhiều sai phạm, đang chờ ngày phán xét. Xét sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây. Và những cái tên đấy là ai chắc không khó có thể liệt kê ra một danh sách. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người nắm quyền quyết định sinh mệnh chính trị của rất nhiều người trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là cán bộ cấp cao. Thứ nhất là ông Chu Ngọc Anh. Ông này phải còn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Bí thư Đảng ủy. Cơ quan này đã để xảy ra sai phạm có liên quan đến công ty Việt Á. Ông đã được báo chí thông báo là sẽ bị kỷ luật, nhưng mức kỷ luật là như thế nào thì chưa được định đoạt. Có lẽ là đợi Hội nghị Trung ương 5 rồi định đoạt luôn một thể. Người thứ nhì là Bộ trưởng Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông Bộ trưởng này đã bắt tay với công ty Việt Á, nâng khống giá bộ thiết kế nghiệm dởm để móc túi người bệnh. Cũng ông Bộ trưởng này là người kế nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Tưởng rằng ông ta khá hơn bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng thật ra ông này còn tệ hơn cả bà. Tên tuổi của ông Nguyễn Thành Long đã được đưa lên rất có thể. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5 sắp tới, Bộ Chính trị sẽ quyết định mức kỷ luật với ông này. Người thứ ba đang là ẩn số, chính là Vũ Đức Đam. Ông Vũ Đức Đam có thời gian ngắn tiếp quản ghế Bộ trưởng Bộ Y tế do bà Nguyễn Thị Kim Tiến để lại. Sau đại hội lần thứ 13, ông Nguyễn Thành Long tiếp nhận chiếc ghế này và để xảy ra sai phạm như đã đề cập. Ông Vũ Đức Đam từ lúc trả lại chiếc ghế Bộ trưởng cho ông Long thì ông Đam lại trở về vai trò là Phó Thủ tướng phụ trách Y tế, Giáo dục và Công nghệ. Nói chung, vai trò của ông Vũ Đức Đam ở cương vị Phó Thủ tướng đều liên quan đến hai bộ đang liên quan đến công ty Việt Á. Nếu kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thành Long thì ông Vũ Đức Đam cũng khó mà thoát tội. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam, người đáng lẽ phải bị kỷ luật, chung với ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long. Hổ đầu đao là máy chém trong phim Bao Công. Nó nói lên quyền lực chạm những quan tham hoặc những quan chức lộng hành gây tội với bá tánh trên khắp mọi miền đất nước. Giờ đây người ta dùng từ hổ đầu đao mang ý nghĩa là quyền lực được phép trừng trị
những quan chức sai phạm. Hiện nay, quyền lực đó đang nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Người dân đang đợi ông Nguyễn Phú Trọng trừng trị ba ủy viên Trung ương Đảng đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho người dân và những người bệnh trong lúc đại dịch COVID-19 hoành hành để bỏ túi hàng nghìn tỷ đồng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vũ Đức Đam trốn nơi nào, liệu ông Đam có thoát hay không? Suốt một năm, ông Vũ Đức Đam đã tả xung hữu đột chống dịch. Ban đầu, ông Đam xây dựng được hình ảnh ông Bộ trưởng cần cù, mẫn cán, được khá nhiều người ngợi khen. Tuy nhiên, đó là bề ngoài, còn bên trong bản chất thì không hẳn là như thế. Dịch COVID-19 bắt đầu từ những ngày trước Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc đó, hình ảnh ông Vũ Đức Đam chống dịch được nhiều tờ báo, mạng xã hội ca tụng. Lúc đó, tên tuổi của ông Đam lên như diều gặp gió và tưởng rằng danh vọng của ông cũng vì thế mà nổi. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Từ khi dịch bùng phát mạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, thì lúc đó những yếu kém của ngành y tế mới bộc lộ hết. Những gì mà ông Vũ Đức Đam đã làm trước đó là không phản ánh đúng năng lực. Còn nhớ khi phát biểu tại cuộc họp chính phủ vào hôm 28 tháng 1 năm 2021, khi đó ông Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã tuyên bố sẽ dập dịch trong vòng có 10 ngày. Đây là lời nói khoác vì sau đó ông Vũ Đức Đam đã không thể thực hiện được điều đó. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam lúc hăng hái chống COVID. Sang đây là năm 2022, những tiêu cực trong ngành y tế liên quan đến dịch COVID-19 đã phơi bày. Vụ án công ty Việt Á đã lột mặt nạ những quan chức lâu nay, tưởng rằng tận tụy với dân, nhưng thực chất là đã lợi dụng để trục lợi trên đầu, trên cổ người dân khốn cùng. Lúc đó, ông Vũ Đức Đam là tư lệnh tối cao, khi đó Bộ Y tế và của trận chiến COVID. Qua kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo bộ và đơn vị cơ quan phụ trách quy định của Đảng đã làm sai và sai pháp luật của nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát, cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Trong cái sai này có cả cái sai của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là tuyên tặng Huân chương Lao động cho Công ty Việt Á. Và các ông như Trương Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phạm Công Tạc là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế và một số lãnh đạo cán bộ khoa học và công nghệ của Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nhà nước giao. Và danh sách những cán bộ bị xem xét kỷ luật lần này đang thiếu đi cựu trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, đó là ông Vũ Đức Đam, người từng được gọi là theo dõi toàn diện Bộ Y tế. Lúc đó bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã rời ghế Bộ trưởng Bộ Y tế. Đấy là câu hỏi mà người dân đặt ra, tại sao lại bỏ sót như vậy? Theo phân công ủy nhiệm của ông Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, trong đó có khoa học công nghệ, y tế, dân số, gia đình và trẻ em. Trách nhiệm của ông là thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Nhắc đến đợt dịch bùng phát ở các tỉnh phía Nam là không thể nó không nói đến ông Đam. Nếu quy trách nhiệm vụ Việt Á thì Bộ Chính trị nên cho xem xét cả Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, vì trong quyền hạn của ông nhưng lại để xảy ra sự việc đến như vậy. Nhất là thời điểm dịch là trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, khi đó ông đã liên hệ mật thiết với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Và làm sao mà nói ông không liên quan cho được? Nếu ông kêu không biết vì không có thời gian, vậy có phải ông đang tắc trách trong phân công ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ hay không? Tuy Ủy ban Kiểm tra Trung ương
không réo tên ông Vũ Đức Đam trong nhóm sai phạm gồm Công ty Việt Á, Trung Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, nhưng thực tế thì Bộ Chính trị đang giới hạn quyền của ông Đam. Sau vụ bê bối của Công ty Việt Á liên quan đến nhiều quan chức, ông Vũ Đức Đam đang bị ảnh hưởng rất nhiều. Hiện nay, ông Vũ Đức Đam dường như tồn tại lặng lẽ, không phô trương, không giống như trước đây. Không biết sự lặng lẽ này có liên quan gì đến đợt sắp xếp nhân sự tới đây của Trung ương lần thứ 5 hay không. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chủ trì hội nghị Trung ương 5 sẽ là người quyết định số phận của Vũ Đức Đam. Hội nghị Trung ương 5 sắp tới là hội nghị sắp xếp nhân sự và phán xét tội của những cá nhân trong việc chống đại dịch. Ông Vũ Đức Đam khó mà thoát tội. Nếu ông Vũ Đức Đam thoát lần này thì sự nghiệp chính trị của ông cũng khó mà tiến thân thêm được nữa. Ông đã là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa liền mà không vào được Bộ Chính trị. Ông Đam vốn dẫm chân tại chỗ rất lâu rồi. Lý do là ông không được thế lực mạnh ủng hộ. Nay nhiệm vụ của ông không hoàn thành thì ắt ông khó mà tiến xa hơn.